vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ Ngọc Lan cùng Linh sẽ kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống. Không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Một tràng pháo tay cho cặp đôi đầu tiên. Sinh viên thì em cũng trải qua một mối tình, nhưng mà vì sinh viên ham chơi cho nên là không có đi đến kết quả. Dạ vâng. Sau khi đi làm thì em có quen một bạn đó, nhưng mà lúc đó công việc cũng chưa ổn định nên là cũng không nói luôn. Dạ vâng, tự nhiên xa nhau vậy ạ. Em có tổng cộng là 3, có 2 cái gọi là trong khoảng thời gian mình đi học thôi. Mối tình mà gần nhất đó là chính là cái mối tình là em quen trong tầm khoảng hơn 2 năm. Tuy nhiên là về vấn đề là khác, về vấn đề về đạo giáo. Mời nhà trai. À, chào em. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quốc Thạch. Em năm nay 35 tuổi, em ở Nghệ An. Hiện tại đang làm việc ở Tân Bình, Hồ Chí Minh. Nghệ An ở huyện nào? Em ở Anh Sơn. Rồi, bạn vào đây làm công việc gì? Hiện tại em đang làm công việc liên quan đến văn phòng đấy, và quản lý một số shop bán hàng online cho công ty. À. Mời nhà gái ạ. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào nhà trai bên kia và xin chào quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Ngọc Thúy, năm nay em cũng 35 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em cũng là văn phòng, em là bên trưởng phòng nhân sự của một công ty. Ngọc Thúy đang ở đâu? Em đang ở quận Bình Thạnh. Vậy là Thúy với Thạch là cùng tuổi với nhau đó. Dạ. Để sinh năm 89 cả. Rồi Thạch nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình cho Thúy nghe đi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn một chút, có thể làm được nhiều việc lặt vặt trong gia đình. Em cũng tự lập từ nhỏ nên là những việc nhỏ nhỏ em có thể làm được. Điểm yếu là em hay quên. Đôi khi là trước đám đông thì em hơi bị nhút nhát, nhưng mà quen rồi thì đôi khi lại hơi nhây một chút. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là chắc là em là một người luôn cố gắng trong cuộc sống và cũng như trong công việc. Tuy nhiên cũng chính vì cái sự cố gắng để mà đạt kết quả tốt đó thì nó cũng là điểm yếu của em, tại vì nó cũng khiến cho em dễ bị stress và nhiều khi chính bản thân em không có thể tự cân bằng được á. Lâu lâu cũng hơi mất cân bằng trong cuộc sống một tí xíu. Chị hiểu. Dạ. Vậy nếu biết vậy rồi thì mình hãy cố gắng thả lỏng. Em cũng nhìn nhận được việc đó và em cũng cố gắng để thả lỏng. Tuy nhiên nó không phải là chuyện dễ để mà mình có thể làm được. Thả lỏng đi em, yêu đi để quên tất cả những điều đó. Dạ. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương, một gương mặt rất là phúc hậu, cười rất tươi. Bây giờ mình nói một chút xíu về tình duyên cho nhà trai tôi nghe coi. Em có tổng cộng là 3, nhưng mà thực sự ra là có 2 cái gọi là trong khoảng thời gian mình đi học thôi, thì gọi là tình cảm gà bông. Còn có một mối tình mà gần nhất á là chính là cái mối tình là em quen trong tầm khoảng hơn 2 năm. Tuy nhiên là về vấn đề là khác, về vấn đề về đạo giáo và cũng giống như là về mất sự tin tưởng với nhau, nên thành ra cho nên là dẫn đến cái vấn đề chia tay. Và em chia tay cái mối tình đó là từ năm giữa năm 2016 cho đến nay. Khá lâu. Dạ đúng rồi, tại vì em là một người không dễ để tin người khác, cho nên khi mà em tin tưởng rồi thì em sẽ rất là tin người đó. Cho nên là khi mà cái việc nó xảy ra và lòng tin của mình nó bị mất á, cho nên là em bị tâm lý rất là nhiều, dẫn đến cái việc là gần như là em cũng khó mở lòng cho người khác. Tại vì khi mình mở lòng mình cũng sẽ có cái chuyện là ồ, mình không biết là người này có giống như người cũ trước đó hay không. Thôi cứ mở lòng ra đi em. Bây giờ bắt đầu mở lòng được rồi đó. Cô này cũng giống tôi quá. Bên nhà trai tôi nè, từ tình duyên sao kể cho bà mối nghe đi em. Em thì trải qua 2 mối tình. Em đơn phương. Đơn phương luôn. Trời ơi. Sao mà không nói gì cho vậy? Sinh viên thì em cũng trải qua một mối tình, nhưng mà vì sinh viên ham chơi cho nên là cũng không có đi đến kết quả. Dạ vâng. Sau khi đi làm thì em có quen một bạn đó, nhưng mà lúc đó công việc cũng chưa ổn định nên là cũng không nói luôn. Dạ vâng, tự nhiên xa nhau vậy ạ. Bữa nay phải nói nha. Dạ vâng. Bữa nay thích gái là mở rào ra, thấy thích gái là nói tôi thích em liền. Dạ. Ngang. Nhưng mà em hơi run.
Hơi rung. Dạ, vâng. Bây giờ em nói em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Thật ra thì em cũng không có tiêu chuẩn gì cố định cả. Dạ. Trước thì cũng có tiêu chuẩn nhưng mà bây giờ nó rụng hết rồi anh. Rụng hết rồi. Dạ, vâng. Giờ có là lấy đúng không? Dạ vâng. Mẹ em cái KPI đến cuối năm mẹ không ấy là mẹ cho ra khỏi cửa khẩu đấy anh. Mẹ cho KPI cuối năm luôn rồi. Rồi nhà gái thì sao? Mong muốn như thế nào? Chính vì cái mối tình cũ của em nó liên quan đến cái vấn đề là tôn giáo. Bây giờ em có cái yêu cầu gì về tôn giáo không? Có ạ. Em đạo gì vậy em trai? Không có theo đạo gì. Rồi. Tại vì em cũng có chia sẻ với chương trình trước đó là em là đạo Công giáo, cho nên là về vấn đề đạo giáo thì em cũng có sẽ có một số cái sự hơi ràng buộc nhất định. Là tất nhiên điều tốt nhất là người đồng hành cùng với mình sẽ chung một tôn giáo với mình thì nó sẽ là tốt hơn. Nếu không thì nếu sao? Không thì tất nhiên là đạo ai nấy giữ. Khi mà đã đạo ai nấy giữ thì hy vọng là bên đàn trai cũng sẽ có một cái sự chia sẻ và hiểu được cái tôn giáo của mình để có sự tôn trọng với mình. Ví dụ như nhiều khi là vào những ngày Chủ nhật hoặc là những cái ngày đặc biệt trong cái đạo của em cần phải đi lễ này nọ kia, mà nếu mà đối phương không có hiểu thì nói là tại sao mất nhiều thời gian vậy, sao không có lo chăm lo cho gia đình này nọ kia. Rồi sao được em trai? Đó, nhà trai thấy sao? Dạ. Có chia sẻ với người ta không? Tại vì em cũng không rõ gì về bên đạo giáo cho nên là mấy cái đó em cũng không quan trọng lắm đâu. À rồi. Ok. Thôi khi rồi. Mình yêu nhau được thì được. Chắc có lẽ mình cũng sẽ hiểu nhau cái chuyện đó thôi ha. Bây giờ là nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em ạ. À có mẹ đây ha. Dạ. Rồi chào cô. Xin chào ngọn hai MC dễ thương. Dạ. Cô thấy sao cái anh đây nãy giờ có hợp với con gái của mình không? Theo chị thấy thì là anh bên đây thì cũng hiền. Hiền. Cũng mong là cho con có được một người bạn để mà cho nó mở lòng nó ra, để mà nó không có mà phải đi làm về mà nó thui thủi vậy nên thì mình thấy nó tội nghiệp. Đi làm về mà nó thui thủi vậy nên thì mình thấy nó tội nghiệp. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Em đi với em trai. À, có em trai hả? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan với lại cô, với lại quý khán giả trong trường quay. Thì thực ra là mỗi người mình gặp trong cuộc đời đều mang đến một cái ý nghĩa nào đấy. Thì hôm nay có duyên gặp gỡ thì cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu. Nếu mà cảm thấy phù hợp, hy vọng anh chị sẽ lựa chọn được cái lựa chọn tốt nhất cho mình. Rồi, cảm ơn em. Mở rào. Đó, bây giờ hai người cứ hỏi nhau nha. Rồi, tấn công đi thật. Rồi, cảm ơn anh. Em cũng có một phần quà gửi cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể hỏi nhau bất kỳ điều gì. Bắt đầu đi em. Dạ, chào anh. Đầu tiên rất là vui vì có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay. Em cũng có một số cái câu hỏi em muốn hỏi anh về vấn đề là anh là quê ở Nghệ An, còn em là sinh ra lớn lên và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó cũng có một cái khoảng cách địa lý nhất định. Cái khoảng cách về địa lý thì nó có khó khăn gì cho anh không? Về khoảng cách địa lý thì anh nghĩ không có vấn đề gì cả. Ừ. Tại vì anh cũng mấy năm rồi không có được về. Nhưng mà thì sắp xếp được thời gian thì mình cứ về quê thôi. Dạ. Anh có câu hỏi gì mình muốn hỏi em không? Chắc em hỏi trước đi chứ anh bây giờ... hỏi gì nãy đó? Run hết. Dạ. Thì như hồi nãy em có chia sẻ đó là em theo đạo Công giáo. À. Thì có thể là đối với một số cái người ngoài người ta cảm giác là tại sao mà khó như vậy, nhưng mà đó là cái điều em được dạy từ nhỏ cho đến lớn thì em sẽ tôn trọng cái vấn đề đó. Nên thành ra là đối với anh thì nó có khó khăn cho anh hay không? Nhất là anh cũng chưa biết là các cái quy định đó nó như thế nào. Dạ. Đấy. Còn nếu như mà quy định mà anh không có khả năng thực hiện được ấy thì cũng rất khó cho anh. Bởi vì anh cũng có những cái lập trường riêng của mình. Dạ đúng rồi. À. Nếu mà có thể tìm hiểu nhau thì anh cũng sẽ phải tìm hiểu là xem là cái bên em là nó như thế nào và quy định nó ra sao, quy định cái gì và em có, anh có thể thực hiện được hay không nữa. Dạ. Đó. Em không biết là anh đã vào thành phố Hồ Chí Minh được bao lâu rồi ạ? Anh vào thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm. À 4 năm. Trước đó thì anh ở ngoài quê. Ở ngoài quê thì có thời gian đi lại với mẹ này kia. Vào trong ngày mình lập nghiệp thì anh cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Dạ. Đấy. Thì anh cũng phấn đấu được 4 năm rồi. Thì hiện tại là công việc cũng tương đối. Anh chỉ nói là tương đối thôi chứ cũng chưa có gì là... Dạ đúng rồi. Tại vì mình cũng không biết tình hình sắp tới nó như thế nào. À rồi. Hôn nhân gia đình đi, quan điểm của mỗi bên ra sao?
Thì đối với anh ấy, từ cái câu chuyện hạnh phúc của bố mẹ từ trước tới giờ thì quan điểm của anh là muốn đến hạnh phúc phải có sự hy sinh. Vì anh thấy cái đó trong cái cuộc sống của bố mẹ anh, nên anh rất ngưỡng mộ cái đó. Anh cũng đi tìm cái đó. Mọi thứ thì mình có thể cố gắng từ từ, nhưng mà sự hy sinh nó cũng khó. Cái đó phải tự mỗi người góp một chút. Thì anh nghĩ cái đó sẽ có hạnh phúc. Em cũng có cùng suy nghĩ với anh về vấn đề đó. Tại vì đúng là để mà có một cái mối quan hệ nó có thể kéo dài được á, nó bền chặt, thì cả hai đều phải chia sẻ, thấu hiểu và hy sinh. Tại vì hy sinh ở đây nó không phải là chỉ là hy sinh thời gian của mình, mà nó là hy sinh cả cái nhiều cái tính cách của mình. Mình cũng phải điều chỉnh để cho phù hợp với lại đối phương, thì khi đó mới có thể hòa hợp được. Thì đó, quan điểm của em là cũng là thấu hiểu, chia sẻ và hy sinh với nhau. Đúng rồi. Rồi bây giờ bước tới đi. Chúng ta sẽ nói về khoảng thời gian mà mình có thể kết hôn được, và quan điểm về con trai, con gái. Anh cũng chia sẻ rồi, thì KPI của anh là đến cuối năm nay. Không, mẹ anh cho ra khỏi sổ ngay. Em thì em không dám nói là trong năm nay hay là năm sau, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái mối quan hệ của chúng ta, cái tình cảm của nó sẽ như thế nào, thì nó mới quyết định được là cái kết quả. Chứ còn thời gian nó không quyết định được cái gì hết. Còn anh thì sẽ có mục tiêu rồi, thì anh sẽ cố gắng đạt được. Dạ, em cũng hy vọng và chúc anh có thể đạt được mục tiêu của mình. Quan điểm với con, hát nhau tặng một bài nào đó trước khi đưa ra quyết định. Em sẽ hát tặng một bài Tình yêu như mình ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dẫu yêu ơi, gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nghe anh, yêu em mãi luôn, nghe anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Anh trai. Trai thì sao nào? Anh thì bình thường anh cũng hát được, nhưng mà anh nhát lắm, cho nên là trước đông người anh hay em bị run. Em cũng nhát lắm anh. Trời ơi, anh quên hết. Tính hay quên nữa, đây là sơ hở là anh quên à? Thôi về cái ngồi đi, nếu quên về đây ngồi nào. Để tay vào nút bấm xem mình có nên bấm vào nút bấm đó hay không. Những yêu cầu chúng ta đưa ra xem đối phương có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Sau đó chúng ta hãy nhấn ngay vào cái nút bấm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Và quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Không ai bấm cả. Tại sao em lại không bấm em gái? Tại vì có thể là hiện giờ anh sẽ có một người khác phù hợp hơn em. Cho nên là coi như là hãy để cho anh có một cơ hội, để anh có một sự chọn lựa khác. Đúng vậy. Còn em? Em thì có một số cái em chưa biết, chưa hiểu, cho nên em phải tìm hiểu thì mới hoặc là em biết thì em mới dạ mình dạng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng ta phải bấm cái nút đó bằng cả trái tim của đúng mình chứ không là muốn bấm là bấm bấm đại đâu ha. Cảm ơn các bạn đã đưa ra những cái suy nghĩ rất là chân thành của mình nha. Chúc các bạn sớm sẽ tìm một nửa mảnh ghép phù hợp với các bạn hơn. Chúc hai bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này. Dạ em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Đây là phần quà của chương trình gửi tặng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun.
Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nha. Yeah. Em cảm ơn anh chị. Rồi, chào em. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Em không uống rượu, em không hút thuốc và em thì cũng không có cái tính là thích tụ tập nhậu nhẹt anh. Khuyết điểm của em thì chắc em hay lo xa ấy. Đường tình duyên của em thì khá là ít, em mới một mối tình đầu thôi ạ. Em chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi. Dạ, ưu điểm của em thì em cũng hoạt bát, cũng năng động. Nhưng mà em lại nghĩ cái lo xa của em nó lại là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm giống bạn nam. Mình có mấy mối tình rồi? May mắn là số nhiều hai ạ. Mối tình đầu thì tính theo năm, mối tình thứ hai thì tính theo tháng ạ. Đúng rồi. Mời nhà trai. Nói đi em. Mời nhà gái. Rồi mời nhà gái ngồi ạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn gái kế bên ạ. Cùng toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Hữu Thịnh ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em làm bên lĩnh vực xây dựng ạ. Em là kỹ sư xây dựng ạ. Nghĩa là em từ Hà Nội em bay vào đây em tham gia chương trình đúng không Thịnh? Vâng đúng rồi ạ. Rồi. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Em chào anh chị, chào chương trình ạ. Em là Hồng, sinh năm 96 ạ. Hiện tại cũng làm ở Hà Nội ạ. Em là kế toán ạ. Hồng sinh năm 96, làm việc tại Hà Nội. Ồ, vậy là hai bạn từ Hà Nội vào đây luôn. Hai bạn bay chuyến mấy giờ? Dạ, đêm qua em bay chuyến 8 giờ 55 phút. Nhà trai thì sao, có cùng chuyến không? Chị ơi, em đến chuẩn bị từ tối qua chị ạ. Vậy thì bằng mọi cách chúng ta phải về cùng chuyến. Về cùng nhau mới được. Ưu điểm khuyết điểm của mình đi Thịnh. Về cái tính cách của em thì là một người hiền lành, thật thà và có tính hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Còn hai là em cũng rất là chịu khó và có chí cầu tiến trong cái cuộc sống của mình. Và em không uống rượu, em không hút thuốc và em thì cũng không có cái tính là thích tụ tập nhậu nhẹt anh. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em thì chắc em hay lo xa ấy. Lo xa là phải khuyết điểm đó em. Lo xa là đúng đó. Là làm cho mình nó luôn lúc nào cũng được suy nghĩ anh. Không, lo xa là khuyết điểm nha. Tại vì lo xa nó sẽ làm cho mình lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ rất là nhiều. Trời, cái chuyện chưa tới mà mình lo mình nghĩ rồi. Nhưng mà em chỉ giới hạn cái lo xa của em tới đó thôi. Hay là em cái gì em cũng lo. Ví dụ như em đặt ra cái kế hoạch cho chị. Ví dụ trong khoảng thời gian một vài năm tới thì mình cần làm những cái gì á chị. Ví dụ như mình chuẩn bị tiền để có thể như là... Như vậy thì được, như vậy thì tốt. Chị tưởng lo xa giống chị. Con chị chưa đẻ mà chị lo tới chuyện đi học rồi. Trời đất ơi. Tôi giả bộ vậy để tôi nghĩ nhà trai thôi. Nhà gái sao? Nhà gái thì sao? Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì em cũng hoạt bát, cũng năng động. Nhưng mà em lại nghĩ cái lo xa của em nó lại là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm giống bạn nam. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì em cũng hay nói nhiều, nhưng mà những lúc cần nói thì em lại không nói được. Cái gì cái vậy? Rồi, nhà gái là xinh xắn, dễ thương, năng động, vui vẻ. Đường tình duyên nhà trai sao? Đúng. Kể nghe coi. Đường tình duyên của em thì khá là ít, em mới một mối tình đầu thôi ạ. Một mối tình đầu thôi? Vâng ạ. Lâu không em? Em chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi. 3 năm nhưng cái mối tình đầu đó kéo dài trong bao lâu? Cũng 3 năm anh. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Cái thời điểm đấy là em làm bên lĩnh vực xây dựng anh. Thì là em phải ở lại công trường một thời gian nhiều mà công việc, khối lượng công việc em cũng làm nhiều. Nên cái thời gian đấy em chưa kịp cân đối với thời gian anh. Để mà quan tâm bạn đấy thì hai người xa xa dần dần anh. Thật ra thì đó chưa phải là yêu đâu. Còn nếu yêu rồi, sâu sắc rồi đó, ta hiểu nhau thì cái chuyện làm ăn mà mình cũng phải hiểu và thông cảm cho bạn trai. Rồi, chào em gái. Mình có mấy mối tình rồi. May mắn là số nhiều hai ạ. May mắn là số nhiều hai ạ. Số
Số 2 á. Mối tình dài không nè? Mối tình đầu thì tính trong năm, mối tình thứ hai thì tính theo tháng ạ. Đúng rồi. Mối tình tháng là mấy tháng? Chắc cỡ 6, 8 tháng ạ. Lúc đấy tầm khoảng 24 tuổi. 24, rồi mối tình thứ nhất là mấy năm hả? Hơn 2 năm ạ. Hơn 2 năm. Rồi sao mình chia tay? Còn trẻ quá à. Bạn ấy kém con 2 tuổi ạ. Lúc mình quen là mình biết không? Thực ra là lúc quen nhau là biết mỗi tên Facebook thôi ạ. Thế sau đó là gia đình thấy năm 2 mà chưa thấy có gì thì hối yêu, thế xong là đồng ý luôn. Sau yêu xong xác nhận mối quan hệ xong thì mới tìm hiểu ra tuổi là kém 2 tuổi. Rồi chia tay người ta luôn. Dạ không, hơn 2 năm. Hơn 2 năm mới chia tay. Con đi tham gia chương trình này con có thông báo cho người nhà biết không? Không à? Không, tuyệt đối không. Bất ngờ chứ à. Nhà sẽ không bao giờ biết được bé đi tham gia chương trình đâu. Thôi rồi, rồi bữa nay duyên nợ chúng ta gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Hy vọng rằng mình sẽ có đi chung một chuyến bay về Hà Nội. Đi qua hỏi thăm chàng trai coi bây giờ chàng trai mong muốn có người yêu như thế nào nè. Em chỉ cần mong một người hiền lành, biết quan tâm, biết chia sẻ và sống tốt. Sống tốt với bố mẹ hai bên. Ừ. Có điểm gì ở con gái mà em không thích không? Tính em thì khá là dễ. Không thích bạn ấy sống lụm thụm mà chị. Lụm thụm hả? Vâng. Không bằng gái em kia. Gọn gàng lắm. Rất là gọn gàng. Năng động, linh đúng hoạt rồi. Lành đó. Lành cô đó. Gái bên này rất là lành đó nha. Cô gái bên kia sao? Sao? Em mong muốn có người yêu như thế nào? Là trưởng thành một chút ạ. Nhìn chung là kiên nhẫn một chút ạ. Tại vì thực ra là em vẫn đang bồng bột lắm ạ. Không hút thuốc. Bên kia là không hút thuốc, không rượu bia. Thật ra thì em cũng đang làm kế toán cho một công ty về lĩnh vực xây dựng ạ. Thì có nghĩa là... Em cũng hiểu đúng không? Dạ vâng. Có điểm nào ở con trai mà em không thích không? Dạ, em không thích con trai mà flex về bản thân quá ạ. Flex về bản thân nhiều quá. Bữa nay em đi với ai? Đi một mình ạ. Rồi. Trốn hết mọi người đi mà. Quên. Em trai đi với ai? Em cũng trốn hết mọi người ạ. Rồi, yên tâm đi. Tạo bất ngờ. Gia đình không ai biết là mình tham gia chương trình Bạn Muốn Hò đâu. Không bao giờ biết được hết. Không thể nào biết được. Trừ khi truyền hình gia đình coi được thôi. Thôi. Mở rào. Anh có quà tặng em. Anh cảm ơn ạ. Dạ em biết. Anh cảm ơn. Mình tặng quà gì mình chia sẻ cho nhà trai đi. Thì em có chuẩn bị một bức thư ạ. Chắc phải nhờ anh đọc. Rồi, anh đọc to nhé. Cho mọi người cùng nghe. Gửi anh chồng tương lai. Gửi anh chồng tương lai. Em không phải là một cô gái mơ mộng, nên em không nghĩ sẽ có dịp ngồi viết cho anh. Nhưng hôm nay, bằng một thế lực nào đó, em lại ngồi viết những dòng này. Cứ viết sáng nay xong ạ. Đầu tiên, em hy vọng anh là một người may mắn, hoặc đúng chúng ta là những người may mắn. Nếu không, em e rằng anh phải nghe những lời nhắn nhủ này từ một người con trai khác. Bây giờ em nhắn cho anh rồi đúng không? Anh có phải là một người may mắn không? Anh nghĩ là anh là một người may mắn. Thế thì chúng ta là một người may mắn. Em thật sự rất khó nghĩ. Đôi khi em tự hỏi anh đang làm gì ngoài kia. Có lẽ anh vẫn đang bận tìm hiểu về bản thân, hay vẫn đang trăn trở cho con đường tương lai của mình, hay có thể bận chăm lo cho vợ tương lai của một ai khác mà chưa tìm ra em. He. Không sao cả, anh à, hãy làm những gì anh muốn. Tại thời điểm đó, em cũng có trải qua một vài mối tình, và em tin chắc rằng những nơi ta đến, những con người ta gặp là những nơi ta cần đến và những người ta phải gặp. Anh có thích phiêu lưu không? Em thì có, em thích tìm hiểu các thành phố và cả những khu rừng. Anh thì rất là thích đi phượt. Dạ. Đi đến các cái vùng cao ấy và thích khám phá. Đến dạ. Đấy thì anh có thể cho quà cho các em nhỏ ấy, hoặc là anh ở nhà anh chuẩn bị một ít đồ áo quần mà còn lành. Vậy anh hay về khu Hà Giang? Anh mới đi Mộc Châu thôi vì anh cũng không có điều kiện đi. Dạ. Anh đang chờ một ai đó ngồi sau xe anh để anh đi ấy. Em cũng có thể cầm lái được. Anh lái, em ngồi sau anh lái. Thực ra thì tất cả các cuộc đi phượt của em hầu hết là em cầm lái ạ. Cũng chưa có cơ hội để ngồi sau xe lái của ai. Tôi thấy là tôi với ông nên đi xuống dưới luôn. Tôi thấy chúng ta thừa thải quá. Kệ, ngồi nghe tụi nó nhỏ nó tâm sự.
Em có thể tự cầm lái và đi phượt cả 100 km. Em có thể tự lực leo núi ở độ cao gần 3000 m. Em leo núi nào rồi? Đỉnh Lùng Cúng ạ. Lùng Cúng gần 3000 m. Anh leo đỉnh Pha Luông. À thế ạ. Nhưng mà Pha Luông dễ hơn Lùng Cúng ạ. Cũng hết 5 tiếng đi leo lên đấy ạ. Dạ, em leo từ sáng sớm đến tận chiều tối mới lên đến đỉnh ạ. Đôi khi em thấy tự hào về bản thân mình lắm. Nhưng anh à, sẽ thật tuyệt nếu em có thể làm những điều đó với anh một lần. Được rồi, dù sao thì em vẫn ở đây, đang chờ đợi, không phải lúc nào cũng kiên nhẫn. Nhưng phần lớn, thời gian em vẫn ổn. Anh à. Đáng yêu quá, đây là quà của bạn gái, em có thể mở ra cho mọi người cùng xem. Dạ, thực ra món quà này thì em có dịp đi về Ninh Bình vào dịp Tết. Thực ra bình thường đi chơi là cũng không hay mua quà gì đâu, nhưng tự nhiên đợt đấy mua và để đến tận bây giờ. Anh mở ra xem. Dạ. Chúc anh trong đường sắp tới thì sẽ giống chữ được khác ở trên đây. Anh cảm ơn em. Dạ. Mời hai bạn về ghế ngồi đối diện với nhau. Màn mở đầu rất là ấn tượng và dễ thương. Em cảm nhận gì lần đầu tiên gặp anh? Anh có vẻ hoạt ngôn hơn những nhân vật nam em từng theo dõi trên chương trình. Thực ra em rất là hay xem chương trình ạ. Còn gì nữa? Quan điểm về hôn nhân gia đình đi. Anh nói trước nhé. Dạ. Quan điểm của anh thì trong hôn nhân đấy thì giữa hai người ấy là mình phải biết, đầu tiên phải biết chia sẻ. Đặc biệt phải biết chia sẻ, hai là biết quan tâm, biết yêu thương và sống có trách nhiệm và thủy chung. Thực ra em cũng rất là dễ tính. Em chỉ hơi ồn ào thôi. Nhưng mà mọi người bảo là ít nhất là nếu mà em về nhà thì sẽ được cái vui cửa vui nhà, còn lại thì tính tiếp ạ. Quan điểm về con cái, về kinh tế trong gia đình như thế nào khi mà mình về chung một nhà? Quan điểm của anh thì về kinh tế thì anh và em đều có công việc, hai người đều độc lập đi làm rồi. Về kinh tế thì anh sẽ đưa em giữ khoảng 70%. Trong đấy 30% của anh thì 20% anh dùng đầu tư riêng và 10% thì dùng để ngoại giao hoặc là... Dạ, 30% còn lại anh muốn làm gì cũng được ạ. Không, tất nhiên cái khoản 20% anh đầu tư đấy thì anh sẽ có thể là biết đâu anh có thể tham khảo ý kiến của em thôi. Dạ. Thực ra thì trong công ty ạ, mọi người cũng đánh giá em là ngoài kế toán thì cũng có những cái hiểu biết nhất định ở bên ngoài. Nếu anh muốn đầu tư, nếu anh muốn tham khảo ý kiến thì em cũng có thể tìm hiểu cùng anh. Em nghĩ là mình đủ tư duy để có thể tìm hiểu được. Còn về vấn đề tài chính ạ, em nghĩ là em cũng có thể tự lập được. Còn thực ra về chia sẻ công việc nhà, lẽ ra là trong bức thư em cũng đang định nói, nhưng em sợ dài quá nên em đã cắt bỏ phần đấy. Thật ra thì anh con người khá đảm đang đấy. Vì dạ. Anh ở nhà ấy, chỉ có bố mẹ anh thôi, còn chị anh và em anh ở xa ấy, nên ít về ấy. Thì anh hay vào bếp này, có thể nấu ăn cho bố mẹ này. Nấu ăn xong thì anh sẽ dọn dẹp, rửa bát đũa. Mà anh con người khá gọn gàng và cũng khá là ngăn nắp ấy. Thực ra em cũng rất thích dọn nhà. Em? Vâng, nhưng mà em không thích rửa bát. Hả? Em có thể nấu cơm nhưng em không thích rửa bát. Khoảng thời gian kết hôn thì bao lâu? Nếu anh em bây giờ anh em mình có cho nhau cơ hội thì anh em mình tìm hiểu nhau thì bao lâu thì có em có thể kết hôn được, sẵn sàng ở chuyện đấy. Việc đấy. Thực ra bây giờ em sẵn sàng rồi, thì em mới lên đây ạ. Nhưng mà nếu mà lùi lại 1-2 năm cũng không sao ạ. Anh nghĩ thì thời gian đấy khi nào mà mình đủ chín mùi ấy, tình yêu nó đủ lớn ấy. Và mọi thứ quyết định thì anh nghĩ thời gian nó không phải là vấn đề. Bây giờ chúng ta bước tới chút xíu đi. Nắm tay cô ấy, hát cô ấy nghe một bài nào đó. Hát ạ. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thấm đượm tình quê. Em có về xứ nghề với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, nơi câu ca bắt nguồn từ lao động, để ai xa vẫn luôn nhớ về quê. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ nghề. Về bên em, về bên anh em làm... về em quên lời đấy. Dạ. Em quên lời đấy. Được rồi, vậy cũng được rồi. Đưa nắm tay kia luôn, đó. Đó, nãy giờ nè, hai đứa trò chuyện với nhau, nhìn thẳng mắt nhau. Hai đứa trò chuyện nhau thì mình thấy bạn gái thế nào, bạn gái thấy bạn nam thế nào, cảm nhận cứ nói hết ra.
em rất là dễ thương. Qua cuộc nói chuyện ấy, anh thấy em không là người phù hợp với anh. Sau cuộc hẹn hò này thì cho nhau một cơ hội, anh em mình tìm hiểu thì anh cũng hy vọng là tiến được xa hơn. Dạ, em cảm ơn. Con thấy thế nào? Thực ra thì anh có phải người kiên nhẫn không ạ? Anh có, cực kỳ kiên nhẫn. Dạ, tại vì thực ra thì 29 tuổi nhưng mà tính cách của em cũng khá là trẻ con ạ. Và bồng bột ạ. Em trẻ con thì cho nó trẻ. Dạ, dạ. Hy vọng thì anh có thể kiên nhẫn được rồi. Trong các tình huống mà nếu sẽ là ship mic. Dạ. Thôi được rồi, hai đứa về ghế ngồi đi. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. Chị Lan nghĩ là hai bạn cũng đã đủ để có thể quyết định được rồi. Bây giờ chị Ngọc Lan đếm nha. 1 2 3 Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, cảm thấy nhau đi nào? Hãy đặt một nụ hôn là một niềm tin ban đầu. Nhanh ạ. Anh này anh không nói đâu, anh chỉ làm thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người đàn ông như thế này trên sân khấu rất quyết liệt. Chúc hai em hạnh phúc nha. Vâng, em cảm ơn ạ. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây là bó hoa của nhà trai. Rồi, hãy cùng nhau bay về cùng một chuyến. Cố gắng nha. Và dạ, tiếp tục những chuỗi hẹn hò. Chúc các bạn hạnh phúc. Vâng. Dạ. Em cảm ơn ạ, em chúc sức khỏe mọi người ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.